Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an siết chặt việc sử dụng dao, Tô Lâm coi dân là thế lực thủ địch. Việc Bộ Công an mới đây đưa ra đề xuất trong quy định dao có tính sát thương cao là một trong các loại vũ khí phải được đưa vào diện quản lý thay vì thả nổi như hiện nay. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 4 tháng 12 đưa tin Bộ Công an đề xuất quy định dao là vũ khí. Theo đó, Bộ Công an vừa hoàn tất dự thảo sự luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Theo đề xuất của Bộ Công an, các loại dao có tính sát thương cao sẽ thuộc danh mục vũ khí thô sơ. Bộ Công an quy định dao là vũ khí. Lập tức dư luận trên mạng xã hội đưa ra các ý kiến không đồng tình khi Bộ Công an giải thích như sau. Do luật hiện hành hiện nay không quy định dao là vũ khí, hành vi sử dụng dao chỉ bị xử lý khi vi phạm tội hình sự như giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, v.v. không thể xử lý theo hướng tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí. Đây là sự ngụy biện, phải chăng mục đích là tạo điều kiện để kiếm tội, bắt cớ, lấy cớ, bắt người. Vì dao là một vật dụng thông thường trong sinh hoạt và là công cụ lao động. Nếu đưa ra quy định dao là vũ khí, thì muốn ghép tội hay bắt bất kỳ công dân nào lấy lý do tàng trữ vũ khí là bắt được ngay. Đây là một điều hết sức nguy hiểm. Bên cạnh đó có ý kiến cho rằng Bộ Công an đang muốn người dân quay về thời kỳ ăn lông ở lỗ, không cho dùng dao thì người Việt Nam dùng đá sắc nhọn thay dao, dùng răng và chân để xé miếng thịt, hay để người dân phải gặm xương như dã thú thì Bộ trưởng Tô Lâm mới hài lòng. Con người có thể sử dụng rất nhiều đồ vật để làm vũ khí gây sát thương, ví dụ một thanh sắt, một hòn đá, một cái búa, kể cả một thanh củi, vân vân, cũng có thể giết người, không cứ gì phải dùng dao. Ông Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19 tháng 12 năm 1946 có nói rằng ai có súng dùng súng, không có súng dùng gậy gộc, giáo mác. Nghĩa là bất kỳ thứ gì có thể gây sát thương cho kẻ thù thì người dân hãy sử dụng để làm vũ khí chống lại quân thù. Nếu thế sao Bộ Công an không cấm luôn cả gậy gộc, gạch đá cho xã hội an toàn, toàn diện. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đầy tai tiếng của Việt Nam. Trong khi nghĩa của từ vũ khí sát thương thì rộng mênh mông, vận động người dân thảo luận cũng chỉ mất thời gian và chắc chắn không có hồi kết. Có thể đây là hành động ném đá dò đường của ông Bộ trưởng Bộ Công an để thử phản ứng của dư luận. Con dao là công cụ lao động được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, đáp ứng cho từng công việc khác nhau. Dao không sắc làm sao mổ được lợn, mổ gà. Yêu cầu dao phải ngắn hơn 2cm thì lao động đi rừng chặt củi phát nương rẫy bằng cái gì? Tại sao Bộ Công an lại tự đẻ ra việc gọi công cụ lao động hàng ngày của người dân là vũ khí? Điều này có liên quan gì đến việc dự luật cho rằng Bộ Công an nói riêng và ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung luôn coi dân là thế lực thù địch hay không? Lực lượng Công an Nhân dân thay vì thực hiện theo lời dạy của ông Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thì nay ngược lại họ luôn coi dân là kẻ thù. Việc lãnh đạo của Bộ Công an Việt Nam khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam là trái với lời dạy của ông Hồ. Bộ Công an đừng quên rằng tức nước sẽ vỡ bờ. Mới đây học giả Nhân Tuấn Trương đã viết trên trang Facebook cá nhân đưa ra nhận xét như sau. Thế lực thù địch của Việt Nam không phải là mấy ông già chống gậy ở hải ngoại. Thế lực thù địch của Việt Nam là những người đã cài khái niệm thù địch này vô đầu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dồn hết tài lực vào việc khống chế thế lực thù địch cũng giống như việc tự đốt nhà, vung đào, tự thiến, tự diệt, tự vong. Vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại Quốc hội, cựu đại biểu Quốc hội, ông Trương Trọng Nghĩa cũng đã nói như sau. Tất nhiên phải tìm cho ra cho đúng thế lực thù địch để nghiêm trị, nhưng không mượn bóng ma của các thế lực này để công kích những người góp ý cho mình, dù đó là dân thường, doanh nghiệp, trí thức hay đại biểu, dân cử. Ông Trương Trọng Nghĩa cũng khẳng định, nếu như ở hội trường Diên Hồng mà các đại biểu Quốc hội đang họp còn có thế lực thù địch thì có thể chỉ tồn tại trong suy nghĩ của những người quy chụp, chứ không tồn tại ở nơi nào cả. Cũng phải xin nhắc lại rằng trong 6 điều dạy của lực lượng Công an Nhân dân của Hồ Chí Minh có điều đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép và đừng quên nhân dân mới là chỗ dựa vững chắc cho chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Bộ Công an siết chặt việc sử dụng dao, Tô Lâm coi nhân dân là thế lực thù địch. Nội bộ Đảng đã nát lại càng nát, thưởng chính Hồ Phòng Hoán Vũ tổng trọng thất kinh.
việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 tổ chức vào ngày 4 tháng 12 tại Hà Nội đã được giới quan sát chính trị Việt Nam hết sức quan tâm. Theo tờ báo Nhân dân, tham dự và chỉ đạo hội nghị có các ông, bà Võ Văn Thưởng, Phạm Minh Chính và Trương Thị Mai. Hội nghị này không có sự hiện diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng không rõ lý do vì sao ông Trọng vắng mặt và đây là điểm bất thường. Đáng chú ý, báo Tuổi Trẻ vào ngày 4 tháng 12 với bản tin Chủ tịch nước, các cán bộ cấp dưới mà cứ lựa cấp trên nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho Đảng, đất nước đã khiến cho giới quan sát hết sức bất ngờ. Bản tin trên tờ báo cung cấp thông tin này. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh các vấn đề đoàn kết trong nội bộ Đảng. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết như sau: nhận thức về đoàn kết, đại đoàn kết có nhiều yếu tố mới và không chỉ ở Việt Nam mà trong khu vực thế giới cũng thấy rõ. Đoàn kết mà không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự. Giữa đoàn kết và chia rẽ thì đoàn kết sẽ mạnh hơn, phát triển hơn. Phát biểu này của ông Thưởng đã cho ông nói rằng động chạm tới một vấn đề mà ai cũng biết rằng, song lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam lại không hề dám thừa nhận và không dám động tới. Đó là sự mất đoàn kết trầm trọng, tình trạng kéo bè, kéo cánh, đấu đá và tranh giành quyền lực dữ dội trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì quyền đi liền với tiền. Hơn thế nữa, Chủ tịch Thưởng còn bồi tiếp: cán bộ cấp dưới mà cứ lựa coi cấp trên nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho Đảng, cho đất nước. Ông Thưởng diễn giải: một cán bộ vào họp tập thể nhưng lại cứ suy nghĩ vấn đề ông thủ trưởng nói, suy nghĩ thế nào để mình nói phù hợp ý ông thì lại rất nguy hiểm. Cái đó là đoàn kết một chiều, đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết trên sự bưng bít, không lắng nghe sự thật, không trao đổi một cách chân thành, lắng nghe, phân tích, mổ xẻ, mà bàn vấn đề gì chỉ đi hỏi thủ trưởng nghĩ thế nào để phát biểu chung ý là không nên. Phát biểu kể trên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã làm cho dư luận liên tưởng đến việc trước Đại hội Đảng khóa 13, những ý kiến nịnh bợ đối với Tổng Bí thư khi ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm phá bỏ quy định theo điều lệ Đảng để ở lại thêm nhiệm kỳ thứ 3 mà điều lệ Đảng tuyệt đối cấm. Đó là đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Chí, người tự ứng cử tại Hà Nội, đã ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng trước nghị trường Quốc hội vào ngày 29 tháng 3 năm 2021 như sau: cảm động vô cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai. Theo giới thạo tin, ông Nguyễn Anh Chí đã trúng cử đại biểu Quốc hội cả hai khóa 14 và khóa 15 vì biết nịnh Tổng Bí thư như vậy. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, theo tờ báo Vietnamnet Online trong bài viết trường hợp đặc biệt về tuổi như Tổng Bí thư là hạnh phúc của Đảng, của dân tộc, Phó trưởng ban tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên đã đăng đàn nịnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người rất thích xu nịnh, mặc dù rất già nua nhưng ông vẫn ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ 3 trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Nguyễn Hồng Diên, một số cán bộ trong khóa 12 được xem là trường hợp đặc biệt, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều thể hiện rất xuất sắc trong công việc. Sau khi tân bốc nịnh bợ người đứng đầu của Đảng là ông Nguyễn Phú Trọng và một số nhân vật hàng đầu của Đảng, thì hôm 8 tháng 4 năm 2021, Nguyễn Hồng Diên đã được ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương qua trò mèo bỏ phiếu bầu bán. Theo giới quan sát, vấn nạn nịnh lãnh đạo là vấn đề trầm kha trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được cơ quan tuyên giáo của Đảng thường xuyên sử dụng. Ví dụ bài viết đẩy lùi thói xấu xô nịnh, ngăn chặn mối nguy hại khôn lường đăng trong mục phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trên báo Quân đội Nhân dân vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 khi đó. Trong bài viết vừa kể trên, tác giả Nguyễn Tuấn Tuân đã đưa ra ý kiến của trưởng ban tổ chức Trung ương, ông Phạm Minh Chính khi đó nói rằng nịnh hiện nay đang là căn bệnh nan y. Không chỉ vậy, nịnh còn tác động trực tiếp đến chất lượng công tác cán bộ trong Đảng. Một số người được nịnh vì ưa lời ngọt, tiếng ngọt say sưa với cảm giác được làm bề trên, nên sinh ra sao lòng, thiếu tỉnh táo, mất bản lĩnh, không đánh giá đúng thực chất cán bộ, thiên vị cho kẻ luồn cúi, không trọng dụng cán bộ tốt mà lại tạo điều kiện cho người xấu lấn lướt, lộng quyền, thăng tiến. Cũng rất may trong Thủ tướng Chính, ông phát biểu cách đây đã lâu, dư luận cho rằng nếu ông Chính nói đúng vào trước các hội nghị Trung ương 7 và 8 khóa 13 vừa qua, thì Tổng Bí thư sẽ xé xác Thủ tướng ra thành từng mảnh. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo giới thạo tin, việc ông Võ Văn Thưởng đặt ra vấn đề mất đoàn kết nội bộ cũng như vấn nạn nịnh được cho là nhắm tới ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó xảy ra vào thời điểm thế và lực của Tổng Trọng hết sức mong manh. Từ vụ bê bối của đại gia Lê Thanh Thản
tập đoàn Mường Thanh hay vụ ký huân chương lao động hạng 3 cho tập đoàn lừa đảo Việt Á, đến vụ đại án đình đám Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan mới đây, thì chắc chắn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm của người đứng đầu vì để lọt những con sâu bự phá nát hệ thống. Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cũng đã từng nhắc ý kiến của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, than trong sự bất lực rằng: vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt như thế nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn chờ ra đó. Về phát biểu vừa kể trên, dư luận cho rằng có lẽ ngoài ông Tổng Trọng thì chỉ có ông Rời mới hiểu được số phận bi đát của người đứng đầu đảng trong tâm thế sắp nghỉ hưu mà vẫn không biết mình có được hạ cánh an toàn hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de từ Berlin ngày hôm nay với bản tin Nội bộ đảng đã nát lại càng nát hơn, thưởng chính hồ phòng hoán vũ, Tổng Trọng thất kinh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.